võ công một khi bị phế, trong nhà quần lan vây quanh, vì đạt được một tia thở dốc thời gian, Lê Tĩnh Giao tại cửa cung đón dâu ngày đó đánh bất tỉnh kế muội thay thế nàng ngồi lên đi trước cửa cung kiệu. Nữ chủ không xuyên qua, không hệ thống, thuần khiết thổ dân, nhưng rất mạnh bổ sung. Bài này tổng nhất niệm quan sơn, chưa xem qua, vân chi vũ bộ phận cũng không ảnh hưởng đọc. Chương 1 Nhập môn cửa cung Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Giao dịch, bên trên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Giao dịch, phía dưới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Trúng độc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Bị tập kích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 6 Hoài nghi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 7 Diễn kỹ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 8 Bách thảo tụ tập bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Dự thính Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Thiên Dương Thành Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.